Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông trọng điểm với số vốn hàng nghìn tỷ đồng. Các đơn vị đang thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thành công trình và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài được đầu tư 2.300 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị nhà thầu đã thực hiện đạt 70% khối lượng công việc trên toàn tuyến. Tuy nhiên hiện tại, mặt bằng đường dẫn thi công cầu vượt tại vị trí xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ đang vướng đất nông nghiệp và hai hộ có đất thổ cư chưa được giải phóng mặt bằng, dẫn đến chậm tiến độ. Cũng trong gói dự án này, điểm cầu vượt đường sắt Hà Nội Hải Phòng tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, đến nay nhà thầu đã thi công đạt 80% khối lượng nhưng cũng phải dừng thi công do vướng ba hộ có đất thổ cư chưa giải phóng mặt bằng xong. Rất mong Ủy ban tỉnh, các huyện, địa phương là cũng có cái giải pháp giải phóng mặt bằng sớm nhất và bàn giao cho nhà thầu để nhà thầu triển khai thi công nó dự án nó về đúng cái tiến độ là cam kết. Để đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và dự án đường bên đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, hiện các đơn vị nhà thầu đang tăng cường phương tiện máy móc thiết bị nhân lực để tập trung thi công. Cái khó khăn về cái giá cả vật tư vật liệu đang biến đổi liên tục. Và lý do thứ hai đó là cái nguồn vật tư vật liệu là rất là khan hiếm. Nhu cầu của nhà thầu thì rất lớn nhưng mà các nhà cung cấp chỉ đáp ứng được 20-30% cho nhà thầu nó thi công. Một số vị trí là nó liên quan đến đất thổ cư, thủ tục để nó bằng mất thời gian và nó ảnh hưởng đến cái việc là tuyến nó không được liền mạch. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư, đơn vị thi công các dự án trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công để sớm hoàn thành các dự án theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.